Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mong là các bạn sẽ nhận được những thông điệp phù hợp. Hôm nay mình sẽ làm trả bài chung với chủ đề dự đoán công việc, học tập tài chính tháng 11 của các bạn. Ở đây mình để sẵn 3 bộ bài tarot, thứ tự từ trái qua phải. Bộ bài số 1, bộ bài số 2, bộ bài số 3. Các bạn hãy lựa chọn bộ bài mà các bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Mình sẽ tiến hành chữa bài nhé. Các bạn chọn một bài số 1. Công việc học tập tài chính của các bạn trong tháng 11. các bạn tụ bài số 1, mình thấy ở đây bằng sự kiên nhẫn bằng sự tìm tòi khám phá bằng những nỗ lực của các bạn các bạn có thể giải quyết được một vấn đề nào đó trong công việc của các bạn mà các bạn đang cảm thấy hơi bế tắc à, các bạn chưa tìm thấy lối ra cho nó và hoặc là các bạn đang rất là phải chịu đựng đang rất là phải kiên trì bền bỉ trong một công việc một dự án riêng nào đó của các bạn nhưng mà mình thấy trong tháng này nút thắt sẽ được tháo bỏ mọi việc sẽ được suôn sẻ trở lại bằng những kỹ năng bằng những kinh nghiệm bằng những trải nghiệm của các bạn và bằng rất nhiều nỗ lực ở đây rất nhiều sự khéo léo mềm mỏng linh hoạt dẻo dai các bạn có thể giải quyết được nó và mọi việc sẽ kết thúc một cách tốt đẹp các bạn sẽ bắt đầu thu được những thành tựu đầu tiên trong công việc của các bạn trong tài chính của các bạn sẽ có một nguồn lợi, một nguồn tiền. Những nguồn lợi nhuận đầu tiên, những khách hàng đầu tiên, những phản hồi tích cực đầu tiên trong công việc của các bạn. Mình thấy là trong tháng này về vấn đề công việc các bạn có một năng lượng rất là mạnh mẽ, rất là táo bạo, rất là quyết đoán, nhiệt huyết. Và các bạn hiểu rằng các bạn đang làm chủ tình hình, các bạn biết các bạn cần phải đi nước cờ nào tiếp theo, các bạn biết khi nào cần tiến khi nào cần lui năng lượng lãnh đạo của các bạn trong tháng này rất là mạnh mẽ năng lượng lãnh đạo người làm chủ năng lượng có thể ảnh hưởng tới người khác và có thể điều hướng định hướng cho đội nhóm cho phòng ban của các bạn các bạn cũng là những người hỗ trợ rất là đắc lực cho sếp của các bạn hoặc là một nhân viên tích cực mang đến lợi nhuận cho công ty. Trong tháng này có thể các bạn cũng mang đến cả lợi nhuận cho công ty của các bạn nữa, mặc dù là đang trong một cái tình hình khó khăn và không được suôn sẻ lắm. Các bạn rất kiên trì và nỗ lực. Có thể là các bạn khám phá ra một uh, một cái gì đó mới một kho bóng mới các bạn có thể tìm ra được một thị trường mới một mặt hàng mới một điều gì đó mới mà sẽ mang lại rất nhiều lợi nhuận cho công ty và cho công việc của các bạn các bạn cũng đã phải trải qua một cái quãng thời gian mà gọi là đau đầu nhức óc vận dụng hết nội công công lực để suy nghĩ để có thể tìm ra giải pháp đối với công việc của các bạn mình thấy các bạn tủ bài số 1 thì các bạn vẫn tập trung vào cái công việc hiện tại mà bạn đang có Và chưa thấy là sẽ có một cái hướng đi nào đó mới Đối với các bạn Các bạn có lẽ vẫn đang ổn định Vẫn đang chọn giải pháp là bám trụ với công việc hiện tại Hoặc là bám trụ với công ty hiện tại Mình thấy không có sự biến động ở đây à, Mặc dù là có nhiều lúc các bạn cảm thấy rất là mệt mỏi Nhưng mà có lẽ là các bạn sẽ vẫn chọn giải pháp là các bạn ở lại tiếp tục Và duy trì tình trạng này một số bạn từ bài số 1 thì các bạn đã rời bỏ khỏi công việc cũ, rời bỏ khỏi môi trường cũ và các bạn đang bắt nhịp với công việc mới, môi trường mới. Mặc dù là chưa thật sự suôn sẻ lắm nhưng mà bạn đã bắt đầu thấy những cái tín hiệu đầu tiên của việc rằng là khi bạn đưa ra cái lựa chọn này, khi bạn đưa ra lựa chọn là rời bỏ khỏi công việc và môi trường cũ, đó là sự lựa chọn đúng. Bởi vì đã bắt đầu có những tín hiệu tích cực trong cuộc sống trong công việc trong môi trường làm việc của các bạn mình cũng thấy được một cái năng lượng rất là mạnh mẽ đây là các bạn ý thức được việc là các bạn làm chủ cuộc sống của các bạn các bạn không để cho hoàn cảnh đưa đẩy các bạn khống chế các bạn bắt bạn phải làm như thế này bắt bạn phải làm như thế kia bạn không còn nghĩ bạn là nạn nhân của số phận nữa bạn đã nhận ra bạn là một nhà ảo thuật gia một người có thể tạo nên hiện thực của chính mình bạn có ý thức chịu trách nhiệm với những gì mình quyết định với những gì mình mong muốn và các bạn không đi các bạn không di chuyển các bạn không thay đổi chỉ bởi vì một tâm thế rằng tôi phải có một cái gì đó tốt hơn trong tương lai thì tôi mới làm và các bạn làm bởi vì các bạn hiểu rằng các bạn đang tạo nên thực tại của chính mình và các bạn đang kết hợp với vũ trụ để thực hiện bản kế hoạch cuộc đời của các bạn năng lượng của các bạn không hề mang tính kỹ lại ở đây các bạn chững chạc và trưởng thành hơn rất là nhiều các bạn chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều trong những quyết định cá nhân của các bạn Mình thấy là các bạn tụ bài số 1 các bạn đã bắt đầu lắng nghe trái tim của các bạn nhiều hơn các bạn lắng nghe cái sự thối thức thối thúc bên trong trái tim của các bạn thay vì để cho những nỗi lo không chế như trước đây bạn là một người khó đưa ra quyết định trong công việc bạn là một người khó đưa ra quyết định bởi vì bạn lo lắng quá nhiều bạn có rất nhiều nỗi sợ bạn có rất nhiều nỗi sợ cho nên là trước đây bạn không dám bứt phá không dám thay đổi không dám bước ra khỏi vùng an toàn nhưng mà bây giờ mình thấy là bạn đã bạn đã bắt đầu tin nhiều hơn vào trái tim tâm linh của các bạn bằng cái sự mắt bảo từ trực giác của các bạn bạn cũng tin nhiều hơn và những quyết định mang tính tinh thần bạn không để cho tâm trí làm chủ các bạn nữa tâm trí lý trí của chúng ta hay chúng ta hay gọi là lý trí là một người nô lệ rất tốt khi chúng ta biết cách sử dụng chúng nhưng mà cũng là một ông chủ rất tồi nếu chúng ta để cho tâm trí khống chế hòa toàn bộ mọi quyết định trong cuộc đời của chúng ta Cái gì chúng ta cũng phải căn cứ dựa trên những suy nghĩ Tính toán tới lui, bản kế hoạch, số liệu, thống kê Tất cả những lý thuyết đó cũng chỉ là để cho chúng ta tham khảo thôi Vẫn phải dựa trên một cái sườn đó là chúng ta muốn cái gì Chúng ta muốn con đường chúng ta đi như thế nào Chúng ta không thể nào không biết bản thân chúng ta muốn cái gì Bản thân chúng ta hướng tới cái gì và chúng ta cứ xem những số liệu thống kê ngành này năm nay đầu tư sẽ được nhiều lợi nhuận ở công việc này đang ổn định lương cao và các bạn cứ chạy theo và bạn cứ chạy theo chạy theo những cái số liệu thống kê đó bạn cứ chạy theo những cái gì của thuộc về thế giới bên ngoài này và thế giới sẽ xoay vần các bạn giống như một con rối vậy cho nên tâm trí của các bạn là một người nô lệ tốt nhưng có thể là một ông chủ tồi và các bạn đã nhận ra điều đó các bạn không chạy theo những số liệu những thống kê những uh, mong muốn ước vọng của bên ngoài những gì gọi là lợi nhuận ở mặt bề nổi giống như trước đây nữa nó làm các bạn quá mệt mỏi nó khống chế các bạn và các bạn bắt đầu lấy lại quyền làm chủ bằng chứng cái trái tim tâm linh của mình bằng chứng cái niềm tin và trực giác và mong muốn của mình các bạn mở cái cánh cửa các bạn mở cái cánh cửa để các bạn có thể bước vào cuốn này. Thì đó là các bạn tụ bài số 1 ha Bây giờ mình sẽ chuyển sang tụ bài số 2. Bây giờ mình sẽ chuyển sang tụ bài số 2. Các bạn chọn bộ bài số 2, các bạn chọn bộ bài này. Công việc tiền mặt tài chính của các bạn tủ bài số 2. Trong tháng 11 Với các bạn tụ bài số 2 mình thấy là trong tháng 11 này về vấn đề công việc các bạn sẽ bị khống chế khá là nhiều bởi cảm xúc, bởi những vấn đề liên quan đến cảm xúc và có thể cái cảm xúc này được đưa đến từ đồng nghiệp của các bạn. Bạn đang không có mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp lắm. Đồng nghiệp đã từng làm tổn thương các bạn. Đồng nghiệp có nhiều lời ra tiếng vào, có nhiều hành động có thể gọi là bắt nạt các bạn. Không tôn trọng các bạn. Tẩy chay hoặc là bạn chịu áp lực rất là lớn từ đồng nghiệp từ sếp từ công việc hoặc từ khách hàng của các bạn mình thấy có một sự tổn thương tinh thần ở đây các bạn có thể là đã cảm thấy rất mệt mỏi với nơi làm việc này các bạn gần như không còn cảm thấy niềm vui trong công việc hiện tại nữa bạn đã có ít nhiều thất vọng với môi trường mà bạn đang làm ở đây với công việc này mọi thứ không như bạn tưởng tượng bạn cảm giác đây là một môi trường độc hại và không mang lại cho các bạn sự thoải mái để tự do thể hiện bản thân mình có thể là bạn làm việc với những người mà họ lớn tuổi hơn các bạn kỹ năng và kinh nghiệm sống của họ nhiều hơn các bạn và trong mắt họ bạn chỉ là một người trẻ không có gì ngoài sự nhiệt huyết táo bạo thì bạn không có gì cả và có thể họ sẽ áp đặt lên các bạn rất là nhiều về những ý kiến cá nhân của họ họ sẽ điều hướng các bạn làm điều này làm điều kia hoặc lợi dụng các bạn và tạo cho các bạn rất là nhiều sự ức chế ở đây bạn có thể là muốn kết nối và làm hòa với họ thật ra là bạn muốn gắn kết với họ bạn là một người trẻ cho nên bạn muốn có một môi trường làm việc vui vẻ với một tinh thần thoải mái tất cả mọi người chia sẻ và thấu hiểu với nhau hỗ trợ nhau để cùng đi đến một mục, mục tiêu chung Nhưng mà rất tiếc là mọi người có thể không nghĩ giống như các bạn Mọi người có thể không nghĩ giống như các bạn Có nhiều sự chán nạn và mệt mỏi ở đây nha Với la 8 ly Các bạn thật sự là muốn buông bỏ rồi Các bạn đã bắt đầu trầm lặng hơn ít sôi nổi hơn, ít bày tỏ ý kiến hơn và đang có xu hướng thu mình lại phòng vệ trước những người xung quanh trong môi trường làm việc của các bạn. Các bạn bắt đầu có những suy nghĩ, bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình. Mình ở đây rốt cuộc để làm gì? Tại sao mình lại ở đây? Tại sao mình lại làm công việc này? Tại sao mình lại gắn bó với những con người này? Bạn đã bắt đầu cảm thấy có một điều gì đó không đáng, không xứng đáng với giá trị của các bạn có thể là bạn còn đang loay hoay chưa biết là nguyên nhân vì đâu vì sao vì sao mọi thứ lại như vậy tại sao mọi người lại phủ nhận công sức phủ nhận sự mong muốn kết nối của các bạn đối với họ và bây giờ bạn đang thu mình lại bạn đang xây rào bạn đang thu mình và xây rào bởi vì bạn đang sợ những tổn thương mà họ gây ra các bạn đang ở trong trạng thái của The Hamid. Một người cô đơn, cô độc trên hành trình của chính mình Có thể là một mình bạn, một ý tưởng Một mình bạn một phát Một mình bạn một cách làm việc, một suy nghĩ Và một định hướng Họ nghĩ ngược lại các bạn Họ không nghĩ giống như các bạn Họ không hướng tới những điều như các bạn Họ có thể không quan trọng quá vào việc là kết nối giữa đồng nghiệp với nhau Làm việc để kiếm tiền thôi, làm việc vui để làm gì Họ có thể là cách xa các bạn về thế hệ cho nên họ không quan trọng về những điều đó nữa Họ không có cùng lý tưởng với các bạn Có thể là bạn làm việc là để cống hiến Để cảm thấy được mình có giá trị Bạn thể hiện bản thân mình, thể hiện giá trị của chính mình qua công việc Nhưng mà mọi người không nghĩ giống các bạn Và mọi người sẽ lập tức cho bạn ra rìa, cho bạn ra đảo Cho bạn ở một mình trong thế giới của các bạn mình thấy là các bạn đang bị khóa cái luân xa thứ hai, nhiệt huyết sôi nổi đam mê của các bạn bị khóa hết khi các bạn làm công việc này ở trong môi trường này. các bạn cảm giác mình phải giống như là những chiến binh đó, mỗi ngày các bạn đi làm giống như là một cuộc chiến vậy. các bạn luôn phải giữ chắc thanh kiếm bởi vì bạn có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. bạn thật sự mệt mỏi. mình cảm giác là năng lượng của các bạn thật sự là đi xuống rất là nhiều khi bạn làm cái công việc này và ở trong môi trường này có sự mệt mỏi ở đây, có sự muốn buông bỏ ở đây, có sự muốn đầu hàng ở đây. Nhưng mà chưa thấy lối ra. Bạn và những người làm việc chung với bạn, họ trái ngược với nhau, trái ngược về tư tưởng rất là nhiều. Một người chạy theo tinh thần, một người chạy theo vật chất. Một bên chú trọng những gì liên quan đến địa vị tiền tài, một bên lại chú trọng đến sự kết nối với đồng nghiệp và xây dựng mục tiêu chung. Không có tiếng nói chung ở đây chung là không có tiếng nói chung ở đây bạn muốn được làm việc trong một môi trường mà tất cả mọi người vui vẻ và hòa thuận giống như trong một gia đình ít ra thì cũng phải có sự quan tâm chân thành, sự kết nối chân thành giống như một gia đình nhưng mà ở đây bạn không được thể hiện bạn có thể có rất nhiều lửa, nhiệt huyết và đam mê đối với công việc hiện tại của các bạn nhưng mà các bạn cũng đành phải bó tay khi ở trong môi trường như thế này các bạn cũng đành phải bó tay bạn đang mong chờ một sự chuyển hóa trong môi trường làm việc của các bạn bạn đang mong chờ một sự chuyển hóa mình thấy là cũng khá là khó nha đối với các bạn tụ bài số 2 á, nếu bạn mong chờ một cái sự chuyển hóa trong môi trường làm việc của các bạn bây giờ á, thì mình thấy cũng rất là khó môi trường làm việc của các bạn nếu mà muốn có sự thay đổi thì tốn rất là nhiều thời gian có thể là tư duy của mọi người đã cũ rồi hoặc là tư duy của bạn không phù hợp với họ, phong cách làm việc của bạn không phù hợp với họ và nếu muốn họ thay đổi thì mất rất nhiều thời gian. Pain ở đây năng lượng đất ở đây năng lượng đất thường rất là chậm và mang tính trì trệ. Có lẽ là the war cái gì kết thúc thì cũng phải kết thúc thôi. Mình thấy là có thể là bạn bạn sẽ không duy trì công việc ở đây quá lâu bởi vì càng ngày bạn đang càng mất định hướng với đầu môn ở đây càng ngày bạn càng mất phương hướng với công việc hiện tại của mình mình sẽ xem là nếu mà các bạn rời bỏ khỏi chỗ này thì các bạn sẽ có cơ hội nào khác không nhỉ A of one các bạn chắc chắn có cơ hội khác các bạn chắc chắn có cơ hội khác các bạn hãy an tâm các bạn đủ khả năng các bạn đủ khả năng để tìm kiếm cho mình những cơ hội mới những cơ hội hấp dẫn hơn những cơ hội có nhiều nhiều môi trường nhiều môi trường đang chờ đón các bạn để các bạn có thể thể hiện được bản thân của các bạn các bạn có thể tìm được những người đồng đội bao dung hơn quan tâm hơn và có cùng mục tiêu và chí hướng đối với các bạn hãy mạnh mẽ lên hãy mạnh mẽ và hãy đứng lên cho giá trị bản thân của mình đừng trói buộc mình trong vùng an toàn nữa các bạn chắc chắn có cơ hội khác các bạn thuộc bài số 2 ấy. Thì đó là các bạn tù bài số 2 Mình thấy là các bạn đang gặp phải sự căng thẳng trong môi trường làm việc Và đây không phải là một môi trường lành mạnh dành cho các bạn Mọi người không có cùng mục tiêu, không có cùng suy nghĩ, không có cùng chí hướng đối với các bạn Và có thể là các bạn sẽ gặp rất là nhiều mâu thuẫn Bạn có thể rời bỏ môi trường này Nhưng mà mình thấy là bạn sẽ có cơ hội mới Thì đó là các bạn tù bài số 2 ha Bây giờ mình sẽ chuyển sang tù bài số 3 bạn tụ bài số 3, các bạn chọn bộ bài này. Công việc tài chính của các bạn tụ bài số 3 Trong tháng 11. À các bạn tụ bài số 3 có thể là các bạn đang đang phân vân trước một quyết trước một quyết định đầu tư nào đó một quyết định đầu tư và một lĩnh vực mới đầu tư vào một dự án mới hoặc là đầu tư vào một cơ hội mới cũng có thể là một cơ hội mới năng lượng của các bạn từ bài số 3 thì mình cảm giác là các bạn tự chủ hơn các bạn có thể đang tự làm việc tự làm chủ tự thuê mình các bạn đang không phụ thuộc vào một cá nhân một một tổ chức hay là một tập thể nào cả và các bạn đang tự làm chủ chính cuộc đời của mình nhưng mà các bạn đang đứng trước một sự lựa chọn nào đó một quyết định nào đó các bạn đang khá phân vân bởi vì các bạn chưa có đủ tiềm lực về tài chính về kỹ năng về kinh nghiệm các bạn chưa có đủ để các bạn có thể dấn thân vào và công việc đó và dự án đó mình thấy đó có thể là câu chuyện của các bạn có thể là các bạn đang chờ đợi thêm những tín hiệu từ bên ngoài các bạn đang chờ đợi thêm các bạn chưa vội vàng đưa ra quyết định các bạn biết là chưa đủ trong thời điểm này các bạn biết là chưa đủ các bạn cần phải bình tĩnh lại các bạn biết điều đó các bạn đang lắng nghe tiếng lòng của mình và các bạn đang chờ đợi các bạn đang nằm vùng các bạn đang chờ đợi một thời cơ nào đó một yếu tố nào đó sẽ bổ sung thêm vào sẽ củng cố thêm cho quyết định của các bạn còn bây giờ là các bạn vẫn đang ở trong năng lượng của sự tĩnh của sự tĩnh lặng các bạn không hành động các bạn không chọn hành động vào thời điểm này bởi vì các bạn biết là các bạn chưa có đủ để hành động và nếu mà các bạn manh động thì các bạn có thể sẽ phải chịu thiệt hại cho nên mình thấy là các bạn vẫn đang tĩnh và đang tĩnh lại và lắng nghe tiếng lòng của mình. Có thể sẽ có một người một người ăn, một người ăn, một người chị, một người nào đó mà khá là quan tâm đến các bạn. Có kinh nghiệm hơn các bạn, họ sẽ đưa cho các bạn một lời gợi ý hoặc là một sự hướng dẫn nào đó để giúp các bạn vượt qua cái khó khăn hiện tại và quyết định của các bạn sẽ được đưa ra thôi. Các bạn sẽ sớm thông suốt thông qua sự hỗ trợ của một người ăn, một người chị, một người tìm bối nào đó hoặc là một người có kinh nghiệm hơn trong cái lĩnh vực mà các bạn đang làm. Và mình thấy là đây là thời gian để các bạn chờ đợi, không phải là thời gian để các bạn vận động. các bạn là những người rất là nhiệt huyết rất là quyết tâm nha nếu mà các bạn muốn làm điều gì đó các bạn sẽ làm cho bằng được các bạn không phải là một người hời hợt một khi các bạn đã làm điều gì đó các bạn sẽ quyết tâm và chịu trách nhiệm cho nó đến cùng và đó chính là cái điều mà làm cho các bạn thu hút được những người mà họ họ sẽ ấn tượng được với cái năng lượng của các bạn với sự quyết tâm và nhiệt huyết đó và họ có thể quyết định là đầu tư cho các bạn hoặc là hỗ trợ các bạn hoặc là hướng dẫn các bạn bởi chính cái năng lượng đó các bạn dám nghĩ dám làm dám theo đuổi đến cùng với những cái mong muốn và những cái ước mơ của mình và các bạn có một niềm tin rất là mạnh mẽ và mãn liệt vào sự thành công cá nhân các bạn tin tưởng vào bản thân các bạn các bạn tin tưởng vào giá trị của các bạn các bạn tin rằng các bạn xứng đáng để có thể có được kết quả đó các bạn cũng đang tin tưởng con đường mà các bạn đang đi. Can I pain Giai đoạn trong tháng 11 này là vẫn là giai đoạn mà các bạn cần phải tĩnh lặng nhiều hơn là các bạn hành động. Không phải là thời điểm thuận lợi để các bạn hành động. Các bạn cần thêm cần thêm thời gian để chờ đợi các yếu tố củng cố cho các bạn. Và mình thấy là sẽ có người hỗ trợ các bạn nha. Sẽ có người hỗ trợ và tư vấn cho các bạn. Giúp đỡ các bạn vượt qua cái khó khăn hiện tại này hoặc là đơn giản cho bạn một lời khuyên hữu ích thôi. Cho bạn một lời khuyên hữu ích để bạn đưa ra được quyết định đúng cho mình. Trong thời điểm là các bạn chưa biết phải làm sao đối với công việc của các bạn Thì đó là các bạn thủ bài số 3 Mình thấy là về vấn đề công việc tài chính của các bạn trong tháng 11 tới Các bạn sẽ đưa ra quyết định về vấn đề đầu tư Về vấn đề lựa chọn điều gì có lợi hơn cho các bạn Trong việc mà các bạn tự làm chủ, tự làm riêng cho công việc của mình Và mình thấy là các bạn có thể nhận được sự hỗ trợ Từ một người nào đó có kinh nghiệm bởi vì họ nhận ra được tâm huyết và quyết tâm của các bạn. Và các bạn uh, hãy cứ an tâm, hãy cứ bình tĩnh. Không việc gì phải vội vàng. Bởi vì công việc của các bạn cũng cần phải có thời điểm đúng. Và nút thắt sẽ được tháo gỡ. Mọi việc sẽ được khai thông thôi. Sớm thôi. Thì đó là các bạn tụ bài số 3 không? Uh, mình đã làm xong 3 tụ bài của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé.